Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, khi nói đến Thiên Chúa Giáo thì vô số đề tài biệt bộn được đặt ra, và những cái tín điều phi lý, những cái chuyện hoang đường đã xảy ra đến với nhân loại. Nhưng nhân loại không đủ tỉnh táo, bị áp bức phải theo, bị trù dập buộc dân chúng phải đi theo. Sau đây mình làm đề tài tiếp theo, một bài đối thoại về phục sinh. Ông Đỗ Mạnh Tri truyền đạo về ngôi mộ trống. Phê bình bài của ông Đỗ Mạnh Tri trong thư mời viết cho Tin Nhà. Tin Nhà đề nghị khi trả lời 5 câu hỏi Tin Nhà đề ra, các tác giả giới hạn trong 2 trang cho mỗi câu hỏi. Trang thứ 9. Có lẽ ông Đỗ Mạnh Tri là người chủ sướng, cho nên ông ta không cần phải theo đề nghị của Tin Nhà. Do đó ông ta đã viết hơn 16 trang để trả lời câu hỏi số 1. Từ trang 165 tới trang 181. Nhưng ông ta viết không phải là để trả lời câu hỏi, mà để quảng cáo cho cái đạo Giê-xu của ông ta qua những lý luận thần học lắt léo, lạc dẫn, lỗi thời, chứa đầy mâu thuẫn và không mấy lương thiện. Ông Đỗ Mạnh Tri truyền đạo về ngôi mộ trống. Để trả lời câu hỏi đầu tiên, theo bạn đâu là nhược điểm lớn nhất và ưu điểm lớn nhất của giáo hội Công giáo Hoàng Vũ hiện nay? Ông Đỗ Mạnh Tri mở đầu bằng câu chuyện giáo hoàng John Paul đệ nhị đi hành hương Jerusalem, ngồi bên trong ngôi mộ trống. Rồi ông Tri bắt đầu truyền đạo Giê-xu như sau: trống vì Giê-xu đã chết, trống vì người đã thắng sự chết. Theo chân Giê-xu vẫn là chết đi và sống lại. Nếu Giê-xu không sống thì đức tin Kitô giáo hoàn toàn huyễn hoặc. Nếu sự sống không thắng sự chết thì đạo Kitô là một sự bịp bộm. Sống lại như thế nào? Ông giải thích. Trả lời câu hỏi đó, tất cả đức tin cậy mến của người Kitô hữu, cuộc sống khác ấy mắt chưa từng thấy, tai chưa từng nghe, và tâm trí con người chưa từng mường tượng, vì nước ta không ở thế trần. Chuyện ngôi mộ trống là nhược điểm hay ưu điểm của giáo hội Công giáo Hoàng Vũ? Điều không phải, vì đó chỉ là một huyền thoại để đáp ứng sự ước mong của những dân Do Thái mê tín ngày xưa, cách đây đã 20 thế kỷ. Nhưng tôi sẽ chứng minh sau đây. Mừng cho ông Đỗ Mạnh Tri, ông đã một bước nhảy vọt về 20 thế kỷ trước, vì ông đã tin vào điều trong Thánh Kinh: phúc cho những kẻ nào không thấy mà tin. Những người mù hẳn là có phúc nhiều nhất. Nhưng tôi có một thắc mắc: nếu cuộc sống khác ấy mắt chưa từng thấy, tai chưa từng nghe, và tâm trí con người chưa từng mường tượng, thì đức tin cậy mến của người Kitô hữu đặt vào đâu? Không có chỗ để đặt, có phải không? Phải chăng câu trên chỉ là những lời hoa mỹ trống rỗng để lòe bịp những đầu óc vốn không bao giờ dùng đến khả năng suy luận? Phải chăng mọi người, mọi đức tin thuộc loại mù lòa, tin bướng, tin cạn, đều như vải cá? Một thắc mắc thứ hai: nếu ông ham hố một cuộc sống khác, và cuộc sống đó ở trong một nước không ở thế trần, thì ông tiếp tục sống ở trên thế trần để làm gì? Tại sao từ giáo hoàng của ông cho tới những tín đồ như ông vẫn tìm cách hoãn càng lâu càng tốt cái cuộc sống khác không ở thế trần đó, tận dụng những dịch vụ thế trần như bác sĩ, nhà thương, bảo hiểm sức khỏe, vân vân, và những tiện nghi thế trần như nhà, xe, bơ, sữa, sâm banh và cái polymer?
Có phải là những lời truyền đạo như trên chỉ là những lời giả dối trên đầu môi chót lưỡi, đầy tính đạo đức giả hay không? Tại sao ông lại trách cứ mà không cảm ơn nhà Nguyễn là đã bách hại tín đồ Cao Tôn, trong khi nhà Nguyễn chỉ muốn giúp các tín đồ đó mau được hưởng cái cuộc sống khác ở thế trần? Theo lý luận thần học của chính ông, những câu truyền đạo trống rỗng thuộc thời Trung Cổ có tính cách mạ lị đầu óc con người như vậy đâu còn chỗ đứng trong thế giới loài người ngày nay, thế giới của khoa học, của phi lý. Thảm họa của thế gian này là ở trên đời vẫn còn nhiều người như ông Đỗ Mạnh Tri. Ngay trong đời sống này vẫn ngày ngày ăn cơm gạo bánh mì quốc gia, không dám nhìn thẳng vào những sự thật của cuộc đời như là sinh, lão, bệnh, tử, cho nên cứ hy vọng vào một cái bánh vẽ ở trên trời của dân tộc du mục Do Thái cổ xưa. Một cuộc sống khác sau khi chết, một cuộc sống vô nghĩa và chẳng có ích lợi gì cho ai. Cho nên càng đọc những nhận định của mục sư Annie Ringard, của linh mục James Cavanaugh trong chương 2 về thế nào là một tín hữu Kitô. Một tín hữu Kitô tôi càng thấy thấm thía, vì chúng thật là chính xác nhưng không khỏi không gây ra nhiều niềm thương xót trong đầu. Ông Đỗ Mạnh Tri viết rất đúng, vì chỉ có đức tin cậy mến của người Kitô hữu, những người có đầu óc khuyết tật như mục sư Annie Ringard đã mô tả ở trên, hay những mẫu người Cao Tôn mà linh mục James Cavanaugh đã đưa ra, mới có thể tin được chuyện ngôi mộ trống trong kinh thánh. Tuy nhiên có một điều chắc là không phải Kitô hữu nào cũng có đức tin cậy mến như ông Tri. Chúng ta thấy không thiếu gì Kitô hữu, kể cả người Cato trí thức Việt Nam đã từ bỏ đức tin cậy mến không có chỗ đặt của thời Trung Cổ. Tại sao lại từ bỏ? Vì họ đã đọc kỹ thánh kinh và đã theo kịp sự tiến bộ trí thức của nhân loại. Có vẻ như ông Tri chưa từng đọc thánh kinh, hay có đọc thì cũng chỉ đọc theo lời dạy của giáo hoàng, của giáo hội phải đọc như thế nào. Vậy đọc kỹ thánh kinh, chúng ta biết được những gì về ngôi mộ trống chứng tỏ sự sống lại của Giêsu? Trước hết chúng ta cần biết rõ một sự kiện: thư đầu của Phao-lô cho dân Corinth, cổ linh, được viết sớm nhất vào khoảng 20 năm sau khi Giêsu chết. Bốn phúc âm của Mắc, Matthew, Luca và John được viết sau Phao-lô trong từ khoảng 20 đến 50 năm. Đây là một sự kiện không ai có thể phủ nhận. Trong cuốn Trong một Corinthian 15:2-3 cho đến trang 7, Phao-lô viết: Đấng Kitô chết cho tội lỗi của chúng ta theo như thánh kinh. Thánh kinh đây là cụ ước, vì khi đó tân ước chưa được viết ra. Trần Trung Ngọc: Ông ta được chôn đi, rồi ông ta sống lại vào ngày thứ ba theo như thánh kinh, rồi ông ta hiện ra trước Sepat, nghĩa là Phêrô, và sau đó hiện ra trước 12 tông đồ, rồi ông ta hiện ra trước trên 500 người anh em chúng ta một lượt, hầu hết hãy còn đang sống, tuy một số đã chết. Rồi ông ta hiện ra trước James và sau đó trước tất cả các tông đồ. Điều rõ ràng là ở đây Phao-lô đã mượn câu chuyện hoang đường trong cụ ước Jonah nằm trong bụng cá 3 ngày 3 đêm rồi sống lại để rao giảng thuyết Giêsu sống lại, mà Phao-lô nhắc lại những lời đồn đại đương thời để ấp đáp ứng niềm tin của một số dân Do Thái thời bấy giờ. Phao-lô chưa bao giờ gặp Giêsu trước cũng như sau khi Giêsu chết, chỉ thấy Giêsu trong một viễn tượng và rao truyền sự sống lại của Giêsu theo những lời đồn đại của một số người Do Thái trong thời đó. Không có một sự kiện nào ra
của Giê-xu được mô tả trong bốn phúc âm của Mát-thêu, Mác, Lu-cơ và Gioan, phù hợp với sự mô tả của Phao-lô. Mặt khác, Phao-lô không hề nhắc đến câu chuyện động trời khi đó về ngôi mộ trống. Tuy Phao-lô cố thuyết phục những tín đồ Kitô ở Cô-rinh rằng Giê-xu đích thực đã sống lại, ông ta không bao giờ nhắc đến cái bằng chứng có tính cách thuyết phục nhất là ngôi mộ trống. Tại sao vậy? Vì một lẽ rất giản dị, chuyện ngôi mộ trống chưa được các tác giả của bốn phúc âm phịa ra. Phịa ra sau thư của Phao-lô từ 20 đến 50 năm sau. Phao-lô viết là Giê-xu hiện ra trước Phao-phê-rô. Đầu tiên bốn phúc âm viết Giê-xu đầu tiên hiện ra trước từ 1 đến 3 người đàn bà. Phao-lô viết sau đó Giê-xu hiện ra trước 12 tông đồ. Bốn phúc âm viết Giê-xu hiện ra trước 11 tông đồ. Hiển nhiên, Phao-lô không biết đến chuyện Giu-đát phản Chúa và Giu-đát đã thắt cổ tự tử chết. Mát-thêu 27:2.5. Hay ngã sổ một sổ ruột mà chết. Chuyện Giu-đát phản Chúa rõ ràng cũng lại là một chuyện khác được phịa ra về sau trong bốn phúc âm. Phao-lô viết Giê-xu hiện ra trước 500 người, nhưng ngoài Phao-lô ra, không ai trong số hơn 500 người này kể lại câu chuyện Giê-xu hiện ra. Và còn nhiều mâu thuẫn nữa. Trong cuốn Đức tin Công giáo, giao điểm xuất bản năm 2000, chương thứ 2, tôi đã trích dẫn từ Tân Ước chuyện sống lại của Giê-xu. Theo Mác và theo Mát-thêu đã vạch rõ là chúng hoàn toàn khác nhau, nhiều khi đối nghịch hẳn nhau với nhiều chi tiết rất mâu thuẫn. Vậy chúng ta phải kết luận làm sao? Tin Phao-lô, tin Mác hay tin Mát-thêu? Căn cứ vào đâu mà tin ai? Có lẽ đối với ông Đỗ Mạnh Tri, chỉ cần có tin cậy, mến, không có chỗ đặt là đủ. Sự suy luận của trí óc có vẻ thừa. Để cho vấn đề được rõ ràng hơn, có lẽ chúng ta cũng nên biết ngày nay giới trí thức ở trong cũng như ở ngoài các giáo hội Kitô nghĩ gì về huyền thoại ngôi mộ trống và sự sống lại của Giê-xu. Trước hết là một người Kitô trí thức Việt Nam tỉnh ngộ, ông Chắc Duy Nguyện, nguyên là một thẩm phán thời Việt Nam Cộng Hòa và là một người đạo gốc với tác phẩm Công giáo, Huyền thoại và Tội ác, giao điểm xuất bản năm 2001. Trong tác phẩm này, ông Chắc Lưu Nguyễn đã đề ra nguyên một chương, chương 6 được viết về huyền thoại phục sinh. Chúng ta có thể đọc vài đoạn như sau, đặc biệt trong mùa phục sinh năm 1996, cả ba tờ tuần báo nhất nước Mỹ là Time, New West và US New and World Report điều đồng loạt ra ngày 8 tháng 4 năm 1996 với hình bìa in ảnh Chúa sống lại và những bài báo nảy lửa tố cáo chuyện phục sinh của Chúa như một chuyện bịp lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Hầu hết các sách và các hội nghị khoa học về Chúa Kitô đều phủ nhận sự phục sinh của Ngài. Ngay những nhà truyền giáo tin lành cũng phải nhìn nhận sự phục sinh của Chúa đã trở thành một gánh nặng cho chính lý đạo Kitô, vì nó đã là một trở ngại lớn nhất cho việc truyền giáo trong giới trí thức ngày hiện nay. Vì quá tin vào lời Chúa trong phúc âm của Gioan, hầu hết tín đồ Kitô giáo thường ít thắc mắc về những điều vô lý trong tín điều phục sinh, cũng như trong các tín điều khác, bởi vì không thấy mà vẫn cứ tin bừa thì mới có phúc thật. Câu nói phúc cho kẻ nào không thấy mà tin đã trở thành nền tảng trong 2000 năm qua cho một thứ đức tin mù, một thứ đức tin của loài người bán khai, vì nó hoàn toàn không cần sử dụng tới cái dụng cụ quý giá nhất ở con người thông minh là lý trí. Đức tin cậy mến của ông Tri thuộc loại nào? Này chúng ta đã rõ, chúng ta cũng đã biết trong một phần trên theo mục sư Andrew Bringard, thì ngày nay đa số các học giả coi những chuyện trong Tân Ước và bảy giáo lý giáo hội đưa ra đều là huyền thoại. Một trong bảy giáo lý này chính là huyền thoại ngôi mộ trống hay huyền thoại sống lại của Giê-xu. Trong cuốn Giê-xu là ai,
Khi được hỏi về ngày Chủ nhật phục sinh, Linh mục John Dominic Cotsan, giáo sư danh dự về môn khảo cứu thánh kinh trong 26 năm tại Đại học DePaulo, Chicago, đã trả lời như sau. Khi thảo luận về chuyện Giê-xu bị đóng đinh trên thập giá, tôi đã luận rằng câu chuyện Giê-xu được các bạn của ông ta chôn sau khi chết hoàn toàn không đúng với lịch sử. Nếu ông ta có bị chôn thì không phải là do bạn của ông ta chôn, mà là do các kẻ thù của ông. Và không phải ở trong một nấm mồ được đục trong đá, mà là một nấm mồ nông nơi đó. Thay của Giê-xu sẵn sàng làm mồi cho những con thú hoang. Đó là những kết luận không sáng sủa gì, nhưng tôi không thể không kết luận như vậy. Với câu chuyện phục sinh, chúng ta có thể đứng vững trên phiến đá của sự kiện lịch sử không? Hay nếu không, làm sao chúng ta giải thích được sự sống sót của niềm tin vào Giê-xu? Và nếu chúng ta quyết định là chúng ta không thể đọc những chuyện về phục sinh theo như được viết trong Thánh Kinh, thì chúng ta phải đọc chúng như thế nào? Tôi nêu lên những câu hỏi này không chỉ vì đối với một số người trong thế kỷ 20, khái niệm về một sự sống lại không đáng tin. Tôi nêu lên những câu hỏi này vì những điều viết trong Tân Ước bắt buộc tôi phải nêu chúng lên. Matthew, Mark, Luke và John kể câu chuyện về phục sinh thật là khác nhau. Đúng vậy, quá khác nhau, cho nên chúng ta không thể hòa hợp với nhau được. Do đó chúng ta phải đặt vấn đề về ý định và ý nghĩa của chuyện phục sinh. Nói ngắn gọn, đây là những kết luận của tôi. Thứ nhất, chuyện phục sinh không phải là về những biến cố xảy ra trong một ngày, mà là phản ánh sự tranh đấu trong nhiều năm tháng của những người tin theo Giê-xu. Để giải thích ý nghĩa của sự cái chết của Giê-xu cùng ảnh hưởng của Giê-xu vẫn tiếp tục ngự trị trong họ. Thứ nhì, những chuyện về sự xuất hiện của một Giê-xu sống lại trước nhiều người khác nhau không phải là những cái thấy thực sự, mà chỉ thuộc loại văn chương giả tưởng bắt nguồn từ sự tranh đấu của các tông đồ với mục đích giành giật vai trò lãnh đạo của giáo hội sơ khai. Thứ ba, sự sống lại chỉ là một trong những ẩn dụ để biểu thị ý nghĩa Giê-xu vẫn tiếp tục hiện diện trong đám tín đồ và bạn hữu của ông ta. Câu chuyện về ngôi mộ trống có phải là một sự kiện lịch sử không? Không đâu. Tôi đã từng giải thích tại sao tôi không tin rằng có một ngôi mộ của Giê-xu. Tôi không tin rằng bất cứ ai trong đám người theo ông biết ông chôn ở đâu. Nếu thực sự ông ta được chôn cất và những người viết phúc âm lại không thỏa thuận với nhau về những điều họ kể lại, do đó tôi tin tưởng rằng chuyện sống lại được viết ra theo những động cơ riêng, chứ không phải đúng với lịch sử. Ngoài ra, Phaolô là người viết sớm nhất về chuyện sống lại. Những bức thư của Phaolô được viết ra trước những phúc âm lâu, và không có chỗ nào chúng ta thấy là ông ta đã biết về chuyện ngôi mộ trống. Điều này thật là khó hiểu nếu chuyện ngôi mộ trống là sự kiện lịch sử nền tảng của chuyện phục sinh. Trong cuốn Hãy dẹp đi những chuyện trẻ con, Hahnemann, người phụ nữ đầu tiên trên thế giới chiếm được ngôi vị giáo sư về nền thần học Cato, đã viết về chuyện phục sinh của Giê-xu như sau, trang 131. Chuyện ngôi mộ trống vào ngày Chủ nhật phục sinh là chuyện truyền thuyết. Điều này được lộ rõ trong sự kiện là Phaolô người rao giảng quan trọng nhất về sự sống lại của Giê-xu. Ngoài ra cũng là người viết trong Tân Ước sớm nhất. Không nói gì đến về ngôi mộ trống đối với Phaolô, chuyện này không hề xảy ra. Điều này chẳng có ý nghĩa gì đối với Phaolô, nghĩa là một ngôi mộ trống chẳng có ý nghĩa gì để đáng kể đến cái chân lý sống lại mà ông ta tuyên bố một cách quyết định. Cứ cho là như vậy, đối với Phaolô, tất cả Kitô giáo tùy thuộc sự sống lại của Kitô. Nếu ông Kitô không sống lại thì sự giảng đạo của chúng ta là vô ích, và đức tin của các ngươi cũng vô ích.
Nhưng theo quan điểm của Phao Lột, điều này chẳng ăn nhằn gì với ngôi mộ trống. Rõ ràng là ông ta không có một ý kiến nào về một ngôi mộ trống như vậy. Nếu Phao Lột đã từng nghe chuyện ngôi mộ trống, ông ta lại không nhắc đến, vì ông ta nhặt chung lại với nhau và nói về mọi bằng chứng, về mọi sự sống lại của Giê-xu mà ông ta biết. Chắc chắn là ông ta thấy chuyện ngôi mộ trống đáng được nhắc tới, vì ông ta không hề nhắc tới chuyện ngôi mộ trống. Điều này chứng tỏ là chẳng làm gì có ngôi mộ trống, và do đó chuyện này về sau mới được đặt ra. Đây là quan điểm của nhà thần học Cato nổi danh nhất của thế kỷ này, linh mục dòng tên Karl Rahmer. Chuyện ngôi mộ trống nên được xét lại như một biểu thị của một niềm tin vững chắc đã từng được truyền bá trong dân gian. Vì các lý do khác, niềm tin vào sự sống lại đã có trước niềm tin về ngôi mộ trống đã lâu rồi. Đức tin vào sự phục sinh không phải là hệ luận của ngôi mộ trống, mà cái truyền thuyết về ngôi mộ trống được đặt ra từ niềm tin vào sự phục sinh. Nó chỉ là một sự thêu dệt sùng tín về một biến cố người ta muốn tưởng tượng theo một nghĩa cụ thể. Những người Kitô đã hiểu lầm sự sống lại của Giê-xu ngay từ lúc đầu, đánh đồng ngôi mộ trống với sự sống lại của Giê-xu. Họ đã lẫn lộn cái này với cái kia. Họ nhìn vào ngôi mộ trống như là hậu quả của một sự sống lại, và họ cho đó là bằng chứng của sự sống lại. Nhưng một ngôi mộ trống có thể trống vì nhiều lý do khác nhau, và nó không bao giờ có thể chứng minh là một sự sống lại nào đã xảy ra. Ngược lại, một người chết chắc chắn là nằm trong mộ. Sự kiện này không cản trở niềm tin về sự sống lại của hắn, vì sự sống lại khác với chuyện một người chết trở lại đời. Và cuối cùng, sử gia Will Durant viết trong cuốn Thời đại của Đức tin, ngay từ đầu thế kỷ thứ 13, người ta đã cho rằng sự biến chất bánh và rượu biến thành thịt và máu thực của Giê-xu trần trung ngọc. Giê-xu là hiện thân của Thượng Đế, sinh ra từ một nữ đồng trinh, và sự sống lại tất cả chỉ là toàn tính của một số người xảo quyệt khi xưa để giữ con người trong vòng sợ hãi và kiềm chế, và ngày nay được tiếp tục nuôi dưỡng bởi những tên đạo đức giả. Từ những tài liệu trên, chúng ta thấy rằng chuyện ngôi mộ trống và do đó chuyện Giê-xu sống lại chỉ là chuyện tưởng tượng của một số người theo Giê-xu khi xưa, hoặc để tự an ủi khi Giê-xu chết. Vì sự thất vọng không thấy được nước trời như Giê-xu đã hứa hẹn cho họ được viết rõ trong Tân Ước, hoặc để giải thích niềm tin của mình về cái chết của Giê-xu, người mà họ tin là không thể nào chết, là con Thiên Chúa theo như lời tự nhận của Giê-xu, hoặc sau này để giữ tín đồ trong vòng mê tín vân vân, chứ không phải là những sự kiện lịch sử. Tính cách hoang đường của chuyện ngôi mộ trống thật là rõ rệt khi chúng ta đọc Tân Ước về vài hoạt cảnh liên quan đến cái chết và sống lại của Giê-xu trong Phúc Âm Matthew 27 2.45 đến trang 53. Chúng ta có thể đọc từ giờ thứ 6 đến giờ thứ 9, nghĩa là từ trưa đến 3 giờ chiều. Khắp cả xứ đều tối tăm mù mịt. Ước chừng giờ thứ 9, Giê-xu kêu lớn lên rằng: Eli, Eli, lama sabachthani, nghĩa là Chúa tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi. Giê-xu lại kêu lên một tiếng lớn nữa rồi trút linh hồn. Điều này chứng tỏ trước khi chết, Giê-xu đã thốt lên một nỗi thất vọng lớn lao về điều hoang tưởng của Giê-xu tin mình là con Thiên Chúa. Và này, cái màn trong đền thờ bị xé ra làm hai từ trên xuống dưới, đất thì rúng động, đá lớn bể ra, mồ mả mở ra, và nhiều thay các thánh đã qua đời được sống lại. Sau khi Giê-xu sống lại, các thánh đó ra khỏi mồ mả, đi vào thánh địa Jerusalem và hiện ra cho nhiều người thấy. Nếu ông Tri tin vào chuyện sống lại, thì tôi xin hỏi ông một câu: từ chiều thứ 6 khi Giê-xu bị đóng đinh cho tới sáng Chủ nhật,
khi Giê-xu sống lại thì các thánh đã qua đời được sống lại do mồ mả của họ mở ra, nằm yên dưới mồ mả để làm gì? Để chờ Giê-xu sống lại sao? Nghĩa là các thánh này biết là Giê-xu sẽ sống lại. Sau khi Giê-xu sống lại thì các thánh đó ra khỏi mồ mả, đi vào Jerusalem và hiện ra cho nhiều người thấy. Vậy bây giờ các thánh đó ở đâu? Chuyện trong Thánh Kinh đều như vậy cả. Ai muốn tin thì cứ việc tin đi. Riêng tôi liệt những chuyện trên vào loại hoang đường, tầm phào. Mặt khác, chuyện phịa ngôi mộ trống còn đưa đến chuyện phịa thăng thiên. Giê-xu bay lên trời trước 11 tông đồ và ngồi bên phải Chúa Cha. Ai nhìn thấy Chúa Cha ở trên trời là chỗ nào? Chắc chắn là phải ở gần mặt đất thì các tông đồ mới có thể thấy là Giê-xu lên ngồi bên phải Chúa Cha. Nhãn lực của con người tới bao xa? Nhưng tại sao chỉ có 11 tông đồ thấy? Một cái pháo bông nổ trên trời có bao nhiêu người thấy? Một chiếc máy bay bay trên trời có bao nhiêu người thấy? Ngay từ cuối thế kỷ 19, Robert Ingersoll đã đặt vài câu hỏi. Người ta tuyên bố rằng Giê-xu sống lại và là thân thể bay lên trời. Phải mất nhiều năm mới những điều vô nghĩa này mới cấy vào được đầu óc của con người. Nếu thật sự ông ta đã thăng thiên, tại sao ông ta làm việc này trước công chúng, trước những người đã bảo hành ông? Tại sao cái phép lạ vĩ đại nhất trong các phép lạ này lại phải thực hiện trong bí mật, trong một xó xỉnh? Những chuyện phịa như vậy mà các ngày nay vẫn còn có người tin thì thật là lạ. Nhưng lạ hơn cả là một trí thức Cato cỡ Đỗ Mạnh Tri mà trong thời đại này vẫn hy vọng truyền đạo Giê-xu dựa vào truyền thuyết ngôi mộ trống. Một chuyện phịa mà hết các học giả ở trong cũng như ở ngoài giáo hội đều bác bỏ. Một câu hỏi được đặt ra, John Paul đệ nhị tới ngồi bên mồ trống để làm gì? Những người như Đỗ Mạnh Tri không biết đến sự thật về chuyện ngôi mộ trống hay sống lại của Giê-xu thì đã đành. Chẳng lẽ giáo hoàng mà cũng không biết đến sự thật về ngôi mộ trống hay sao? Chẳng có gì là khó hiểu nếu chúng ta biết rằng bản chất của John Paul đệ nhị là một kỳ sĩ và biết rằng sách lược muôn đời của giáo hội Công giáo đối với đám tín đồ vẫn là ngu dâm dễ trị. Tất cả những hành động của John Paul đệ nhị chỉ là đóng một vở kịch đạo đức giả để lừa bịp thế giới qua những bộ mặt cáo thú tội lỗi trước thế giới, hòa hợp tôn giáo vân vân, vuốt ve bề ngoài với mục đích củng cố giáo hội và nuôi dưỡng sự mê tín trong đám tín đồ thấp kém ở dưới. Nhưng bộ mặt đạo đức giả này chỉ có thể giấu được đám tín đồ thấp kém chứ không thể giấu được với truyền thông Âu Mỹ, và người ta vạch ra những chuyện ông ta nói một đàng là một nẻo. Ông ta đến Jerusalem để làm gì? Để đưa ra một lời xin lỗi về những sai lầm mà giáo hội đã phạm phải nhiều thế kỷ qua đối với dân Do Thái. Chicago Tribune, July 21, 2002. Nhưng chỉ vài tháng sau, ông ta lại phong thánh cho một giáo hoàng tiền nhiệm Pius thứ 9, một giáo hoàng trong thế kỷ 19 đã gọi là người Do Thái là những con chó hoang và bất kể đến sự bất bình giận dữ của thế giới, đã bắt cóc và giữ một đứa trẻ Do Thái đã bị rửa tội một cách kín đáo bởi một nữ nhân hầu cận của giáo hoàng. Điều này làm cho rất nhiều người Do Thái nghĩ rằng chuyện ông ta đến Jerusalem chỉ là một màn kịch. Ông ta hô hào hòa hợp tôn giáo nhưng vẫn đồng ý với Hồng Y Ratzinger cho ra tài liệu Dominus Jesus mà nội dung loại trừ mọi hòa hợp tôn giáo. Ông ta đến ngồi bên ngôi mộ trống để làm gì? Vì ông ta tin Giê-xu đã sống lại chăng? Không đâu. Cũng như sau khi được một toán bác sĩ tận lực cứu ông thoát chết trong vụ ám sát năm nào, ông ta tuyên bố Đức Mẹ đã cứu ông ta. Nhưng từ đó trở đi ông ta không còn tin vào Đức Mẹ nữa. Vì đi tới đâu ông cũng nhảy vào trong cái
chiếc xe sang hở môi được chế tạo riêng cho ông trên đó, và một cái chuồng lồng hộp thùng kính trắng đạn để ông tiếp tục tin vào quyền năng của Đức Mẹ và dạy bảo tín đồ đừng sợ. Một con người như vậy, bất kể giữ địa vị nào thì đáng kính hay đáng trọng, đáng khinh hay đáng trọng. Vậy ông tới ngồi bên ngõ mộ trống chẳng qua chỉ để nuôi dưỡng niềm tin trong đám tín đồ thấp kém là Giê-xu thực sự đã sống lại và nuôi dưỡng niềm tin về sự cứu rỗi của Giê-xu. Và ông ta đã mê hoặc những đứa tín đồ như Đỗ Mạnh Tri. Hành động này cũng chẳng khác gì hành động phong thánh cho một số Việt gia, Hán gia, vân vân, để nuôi dưỡng sự cuồng tín và tuân phục giáo hoàng của những tín đồ Cato bản xứ. Hành động này cũng chỉ có một đích, như những hành động đi tới các quốc gia trong thế giới thứ ba để xin lỗi trên đầu môi chót lưỡi về những thảm họa mà giáo hội Cato Roma để giáng trên những mảnh đất nước này, mà không hề có một biện pháp đền bù nào về những tác hại mà Cato giáo đã mang đến cho họ. Chẳng vậy mà giáo sư Arthur Nobel đã viết trên Internet ngày 17 tháng 3 năm 2000 một bài với đầu đề Sự xin lỗi của giáo hoàng, chuyện đại khôi hài đầu tiên của thiên niên kỷ mới. Trong đó có một đoạn như sau: nhân loại phải biết rằng mình đang bị lừa dối bởi những giọt nước mắt cá sấu của giáo hoàng Roma trong cái điều ra vẻ hối hận quá khứ với những lời ăn năn xin lỗi. Chúng được tính toán một cách dối trá cho một mục đích rõ ràng, giống như phép lạ giả mạo bởi giáo hội để lùa những người nhẹ dạ vào trong đoàn chiên của giáo hội, vì tin rằng chuyện ngôi mộ trống cũng như chuyện sống lại của Giê-xu là những sự kiện lịch sử. Nên ông Đỗ Mạnh Tri đã quảng cáo cái hành động ngồi bên trên ngôi mộ trống của Đức Thánh Cha của ông và đưa ra hai nhận định: nếu Giê-xu không sống lại thì đức tin Kitô giáo hoàn toàn bị huyễn hoặc, nếu sự sống không thắng sự chết thì đạo Kitô là một sự bịp bộn. Hy vọng những tài liệu nghiên cứu về chuyện Giê-xu sống lại của Chắc Liên Nguyện, linh mục John Dominic Rothschild, giáo sư thần học Utrang Hahnemann và sử gia Will Durant có thể làm sáng tỏ câu thứ nhất: nếu Giê-xu không sống lại thì đức tin Kitô giáo hoàn toàn huyễn hoặc. Vậy đức tin Kitô giáo có hoàn toàn huyễn hoặc hay không? Xin để cho quý độc giả tự nhận định, biết rằng chuyện Giê-xu sống lại chỉ là chuyện tưởng tượng của một số người Do Thái cách đây gần 2.000 năm, chứ không phải là một sự thật lịch sử. Còn câu thứ hai của ông Đỗ Mạnh Tri: nếu sự sống không thắng sự chết thì đạo Kitô là một sự bịp bợm, thì thật đã khẳng định đạo Kitô chính là một sự bịp bợm. Thật vậy, vì sống và chết là hai mặt của cuộc đời. Nếu sống thì không thể chết, mà đã chết rồi thì hết sống. Cho nên nói rằng sự sống thắng sự chết thì đồng nghĩa với sự chiến thắng sự sống. Có lẽ ông Đỗ Mạnh Tri muốn nói rằng sống lại đã thắng sự chết. Nhưng sự thật, sự sống lại của một thân xác đã chết và tán xác là một chuyện không tưởng. Còn nếu hiểu sự sống lại theo một nghĩa khác thì theo thuyết luân hồi của nhà Phật đã có từ trước khi Giê-xu ra đời hơn 500 năm, ai mà chẳng sống lại, ai mà chẳng thắng sự chết, trừ những bậc tu hành đến trình độ thắng được cả sống lẫn chết. Đâu chỉ có mình Giê-xu mới sống lại. Với những hiểu biết hiện đại về ngôi mộ trống như tôi vừa đưa ra ở trên, chuyện ngôi mộ trống phải chăng chính là ưu điểm của giáo hội Cato Roma đối với những tín đồ như Đỗ Mạnh Tri, nhưng đồng thời cũng là nhược điểm của giáo hội Cato đối với người hiểu biết Trần Trung Ngọc? Cảm ơn quý vị các bạn đã chú ý lắng nghe. Đã lâu mình đọc lại, nó cũng không được nhu nhuyễn lắm. Xin thành thật xin lỗi quý vị các bạn. Và đề tài sau sẽ làm tiếp tục. Mời các bạn đăng ký kênh và nhớ chia sẻ cho mọi người được biết, nhất là chia sẻ trong Facebook của những cái hội thánh Cato Roma ở Công giáo Việt Nam mình đấy, để cho những con chiên tình cờ họ nghe được thì họ sẽ tò mò
con người ta hay có tính tò mò. Hay tò mò thì người ta sẽ vào trang web chính, người ta coi, ví dụ như sách hiếm.net hoặc là những cái tác phẩm của Charlie Nguyễn là người đạo gốc Công giáo ở Ninh Bình. Người ta sẽ nghiên cứu, người ta sẽ biết rõ hơn. Cảm ơn quý vị các bạn trước. Nếu các bạn chia sẻ được nhiều trong cái group của bên Thiên Chúa thì đó là cái phúc cho chúng ta, đã khai mở ra những cái con đường sáng sủa hơn cho họ đi. Đừng tin vào Thiên Chúa vớ vẩn, nó không đi vào đâu hết. Thành thật chia với quý vị và các bạn.